Hôm nay các bạn hãy cùng mình tham quan di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền hay còn gọi là căn cứ Tà Thiết tại Bình Phước nha. Căn cứ Tà Thiết là di tích lịch sử quốc gia tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có diện tích 3.500 hecta. Đây là căn cứ cuối cùng được thành lập tại chiến trường miền Nam. Căn cứ là điểm tập kết quân lớn nhất từ miền Bắc vào Nam để chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng mùa xuân năm 1975. Ngày 7 tháng 4 năm 1972, Lộc Ninh được giải phóng. Trụ sở của Bộ Chỉ huy Miền đóng tại khu B, chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh được dời về khu căn cứ Tà Thiết. Đây là trung tâm đầu não được mệnh danh là khu rừng chính phủ, là nơi làm việc của cơ quan B2. Với ý nghĩa lịch sử to lớn, ngày 16 tháng 11 năm 1988, Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã xếp hạng căn cứ quân ủy Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tức căn cứ Tà Thiết, là di tích lịch sử quốc gia. Khu vực này là 3.200 hecta, 3.200 hecta khai thác du lịch là 385 hecta, diện tích còn lại đang nghiêm cấm. Ở đây là giáp biên giới Campuchia, cách Campuchia 5 cây số, giữa rừng mình và rừng Campuchia là giáp nhau đó. Giờ điểm đầu tiên là mình sẽ vào khu tưởng niệm mình tham gia cái ông rồi mình đi vô rừng ha. Dạ. Có mái giao thông hào nhưng mà hồi xưa là nó dài lắm, bây giờ nó cắt là ngắn là thôi, rồi nó làm tường trưng thôi. Hồi xưa là dài bao nhiêu cây số, mình đi một vòng này là dài 5 cây số đó. Vòng này thì mát mẻ. Ôi trời, ở đây khỉ theo rừng, gà rừng, rắn, rết, nai, mệt, chì đà, chuối, treo, chuột, nhiều lắm. Nguyễn Thị Đình, nữ tướng đầu tiên của Việt Nam mình đây.
nó khác điện nha, hôm nay đang bận rồi nha. Ok, lúc bây giờ nhỉ. Chào anh. À, cái này nó giống như cái củ chi đó đi, nó có cái hầm nhà, ở dưới này. Nhà này, nhà của cô Đình đây được thiết kế để chìm lửa nổi. Nhà thì lập bằng lá trung quân, lá này là đốt không cháy á. Cứ một cái lá là một cái tăm, kết là từng vị để lập đủ một mái nhà này. Bao nhiêu cái lá là bao nhiêu cái tăm. Hò của lá này được 5 năm. À, đây này có hầm hang gì không? Cái nhà thằng Hào này được thiết kế theo kiểu mà hầm. Đây là hội trường họp của Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây có cái dây leo 150 năm vô độ, quay phim chụp hình đẹp. Cái này là cái điểm nhấn. Thế dây leo hả chú? Dây leo đẹp thế nhỉ? 150 năm nữa, vô hình đẹp lắm. Cây mít rừng. Mít rừng, lim xẹt. Dây leo kinh. Dây leo này khủng khiếp luôn. 150 năm là phải từ thế kỷ 19, 20, 19. Chụp cái đó 1-2 tấm đấy, qua đây chụp thêm bao nhiêu đó, 7 tấm nữa. Cái chỗ này đem tùy á. Cái cắt để uống nước. Không như vừa nói dây này chắc. Cái này nó bồng, nó chứa nước. Mà cái bông nó đẹp lắm. Rộng ở Sài Gòn mình dương mấy quán cà phê ta 2 tầng mà ta cắt ngang ngang mà cái bông nó tím tím đó là nó đấy. Nhưng mà cái của nó nhỏ nên mình mấy cái nó. Cái dây là móng bò, cái lá của nó trong cái móng trên con bò này. Thế là cái cây này rất là chứa nhiều nước. Chứa nhiều nước. Hồi xưa là nó chảy nước ra. Cái cắt khúc này là nước chảy ra, trong này là nước nó uống thôi. Cái này nó bộp này. Bộp này nước này có cái ống mà. Cái cây này tên gì chú nhỉ? Chú nó vừa. Dây leo móng bò. Dây leo móng bò. Bò là cái lá của nó giống móng trên con bò thôi. Còn cái tên của nó, tên khoa học là có tên khác nhá. Còn đây mình đặt thôi. Đây này. Những cái chân của con bò này. Móng trên con bò đó, y chang luôn đó. Dạ. Đó. Dây leo móng bò có hai loại nhá, một loại là dây, một loại thân gỗ. Thân gỗ là nó căn ăn được. Cái này không ăn được chú. Cái này chú uống nước thôi. Nước thôi. Dạ. Chú chỉ cái cây mà này, cái thân gỗ. Ở đây có mấy cái cây, cây bình linh này, cây cốc rừng. Có nhà bác Lê Đức Anh một tí ha. Nhà đồng chí Lê Đức Anh. Chủ tiệm nước đấy. Cổ chủ tiệm nước. Bác Lê Đức Anh cũng giống như nhà của cô Hà Đình vậy đó, nó cũng gì hơi khác nhau con người mà sự kiện thôi, từ nhà cửa ý thiết kế không khác một mô hình đấy. Mười ba thì lúc đó là mình giao trả thông tin nghe sân bay Lộc Ninh, thì lúc đó mình ký hiệp định Paris luôn đó. Từ sau đó mình ký hiệp định Paris xong là mình làm khu này, khu căn cứ quân sự để đưa xăng dầu súng đạn tập kết chỗ này. Mới đánh về An Lộc, đánh về Bình Long An Lộc á, là mùa 30 chiến sĩ đó đánh chỗ đó xong luôn là mới đánh giải phóng Sài Gòn Gia Đình. Sau 3 năm mới giải phóng được Sài Gòn Gia Đình đấy. Rồi cái bờ tường bao này thì cao 3 mét, dài 30 cây số này. Xây quân hết như khỉ heo rừng nó ra không được đâu. Như nằm trong này luôn, sinh sản trong này không ra. Bên đấy là cái gì bác? Bên này là của dân mình. Chân đồng lúa này là hồi xưa là
cái sóc Khmer ở đây, sóc người gốc Khmer là sóc Karong, tên là Karong, 20 bộ ở đây làm lúa nuôi quân. Sau đó giờ mình đưa vào khu di tích, mình di dời người ta ra ngoài rồi cho người vô đây làm lúa để làm bảo tồn cho khách tham quan thôi. Chứ cái này còn đây là nhà của bác Đường tướng Trần Văn Trà. Bác Trà này là ở chung với sóc. Bác Trà là hồi đó là chỉ huy trưởng của miền Nam Việt Nam này. Các Trần Tấn nằm ở đây, bác này chỉ huy hết. Ở đây thì có khu di tích Ngọc Linh. Ở đây thì có một cái xoài 200 năm tuổi. À, cây xoài rừng 200 năm tuổi. Cái xoài này 200 năm tuổi này. Cây xoài 200 năm tuổi. Xoài rừng. Trần Văn Trà. Này bác Bình nay đi thăm nhà tướng Trần Văn Trà. Xe nó đầu ngoài đường cái xe này. Thì câu cá là ấy ở đây luôn. Mua vé. Đến mua vé xong rồi xuống câu thôi. Đó. Câu cá nhà tiếng. Ở đây nhiều cái trò chơi lắm. Mà dạ ở đây nó rẻ. Mà đi. Dạ, nhà. Không. Đây chạy xe điện mình lại giờ mình đi chơi hết nhá. Cái chỗ kia không xuống chỗ kia. Đấy mà khi nào đến đàn năm 2-3 gia đình đi đây cầm đồ nướng đồ ấy thì lên đi một vòng xong rồi về trải bàn ra nướng hát hò xong rồi về đi một ngày mới đi được sáng. Cầm đồ vào người ta đâu có thu phí gì đâu đúng không? Không, cầm đồ vào ăn uống hát hò thoải mái mà đâu thu phí gì đâu. Chỉ mua vé nhiêu đó là được rồi. Đi xong là về đưa ra dầu thôi. Dầu nhiệt hát hò xong rồi đưa. Mua vé câu là riêng luôn đúng không? Mua vé câu là 50 ngàn riêng một người. Chú có thấy người ta câu được cá không? Cá to. Cá to mà mấy người ta chuyên câu thân có cái mồi riêng của nó câu cá vừa lắm. Cá cứ câu con cá mấy ký lắm á. Ở đây nhiều con cá bự lắm. Tại cái sông này sông Nguyên Thủy từ hồi xưa. Nên cá nhiều lắm. Mà là nó câu nó lên đây nó cho con mấy ký luôn. Đây là mình mới chỉ đi sơ thôi đúng không? Mình đi hết đâu, mình đi hết là mình đi vô lâu lắm. Bắt đầu mới chạy bằng cái xe này. Xe này đi xe tàu nữa.